Xin chào quý vị và các bạn, rất vui mừng khi gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Hôm nay thì mình cũng đang có mặt tại một trung tâm chăm sóc xe hơi và đang có một cái quy trình bảo dưỡng máy rửa xe. Thì đây là chiếc máy rửa xe bên em đã cung cấp cho bên mình rồi. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn anh về cái quy trình đây, quy trình bảo dưỡng. Thì đây là cái quy trình mà anh cần phải làm thường xuyên để giúp máy nó đạt cái hiệu quả hơn và nó nâng cao cái tuổi thọ của máy. Đấy. Vì anh biết chiếc máy nào cũng thế thôi, cần được cái quá trình bảo trì bảo dưỡng nó xin thì nó sẽ đảm bảo được cái tính liên tục và hoạt động lâu dài hơn. Thì đặc biệt đối với chiếc máy rửa xe này thì nó sẽ cần cái quan tâm những cái tiêu chuẩn và cái quy trình bảo dưỡng như thế nào. Thì em chia sẻ với anh và hướng dẫn anh cái quy trình bảo dưỡng chiếc máy rửa xe này nhé. Thì chiếc máy rửa xe thì nó gồm có hai cái nguyên lý là dùng điện và nước. Thì mình sẽ cần phải quan tâm đầu tiên giúp em đó là về cái vấn đề nguồn nước. Nước của mình thì ở đây nó sẽ, máy rửa xe thì nó cũng không đòi hỏi quá cao đâu, nhưng mà nó sẽ cũng, mình hạn chế nhất là những cái nước nhiễm phèn ấy, thì là mình cũng hạn chế đấy. Và trong cái quá trình sử dụng của mình thì anh sẽ lưu ý giúp em này, ở cái nguồn cấp nước vào là bao giờ nguyên theo máy của em nó sẽ gồm có hai bộ phận lọc. Thứ nhất là sẽ bộ lọc ngoài đây, thì anh nhìn thấy này, lọc ngoài nó sẽ sau một thời gian nó chạy, hai là nó có cặn bẩn trên đường ống nó sẽ đóng ở đây. Cái này anh lưu ý giúp em này, đối với quả lọc ngoài này thì anh khoảng tầm 2 tuần anh nên phải kiểm tra, và nếu mà nó có hiện tượng cặn bẩn như này anh sẽ phải dừng và anh tháo ra vệ sinh giúp em, lấy cái màng lọc bên trong ra. Đấy. Thứ hai nữa, nó còn một cái cấp lọc thứ hai, đó là màng lọc tại đầu lén của máy rửa xe này. Ở trong đây nó gồm có màng lọc nữa bằng thép này, thì quy trình là ít nhất 1 tháng anh nên tháo ra một lần. Đấy. Vì khi đường ống nó sẽ là hoạt động liên tục lâu dần, một là có cặn bẩn này, hai là nó để mà có ánh sáng nhiều vào là nó sẽ có hiện tượng rong rêu nó bám vào, nó gây cản trở lưu lượng nước vào trong máy, thì máy mà chạy không đủ lưu lượng nước nó sẽ bị kêu gằn kêu to. Thứ hai nó gây ra mòn phớt hơn rất là nhiều. Đấy. Thì đặc biệt đối với quy trình đầu tiên là anh phải kiểm tra cho em cái màng lọc thép này, vệ sinh màng lọc nước đấy, thì nó sẽ có hai cấp màng lọc. Màng lọc ngoài là anh cứ 1 tuần đến 2 tuần là anh phải kiểm tra hoặc là xúc rửa cho em. Đấy, đặc biệt đây thì là có 1 tháng là anh phải vệ sinh cho em một lần, tháo ra để ý. Đấy. Chứ đừng để đến cái lúc mà nó bị, máy nó bị mòn rồi, nó gọi là nó không ra giá phớt rồi thì lúc ấy mình mới đi làm thì nó ra không giải quyết được vấn đề gì. Đấy. Để giúp bền hay không thì anh cứ lên giúp em là kiểm tra định kỳ giúp em. Đấy. Cái vấn đề thứ hai nữa là đặc biệt là cái đầu bơm này, thì nó sẽ là anh sẽ phải để ý giúp em là thời gian thay nhớt và cách thay nhớt. Đấy. Với nguyên lý của cái máy nén áp lực rửa xe thì nó là hoạt động theo chế độ văng dầu lên để bôi trơn và làm mát. Thì định kỳ nhá, từ khi máy mới mà bên em bàn giao cho mình đến cái lúc mà anh vận hành ấy, là 30 giờ đầu tiên thì anh sẽ thay dầu lần một cho em. Đấy. Và thay nhớt là có chỉ số là 15W40 hoặc là 20W50. Đấy, hai loại dầu tiêu chuẩn của từ nhà máy, từ nhà sản xuất đưa ra cho mình để giúp máy nó hoạt động bền bỉ hơn. Và anh lưu ý này, như ở đây em thấy là nó, khi máy mới của mình thì bao giờ nó sẽ đổ là dầu nhớt, nó bảo gọi là nhớt bảo quản nhiều hơn, thì là 30 giờ đầu tiên, giờ là giờ hoạt động nhá, giờ hoạt động là giờ máy chạy, anh tính đầu xe hoặc là tính cái lượng thời gian chạy anh sẽ thay cho em. Đấy. Cách thay thì ở đây nó là có mắt thăm nhớt này, và bên cạnh đây anh sẽ có cà lê 17 anh sẽ thay cho em. Đấy. Bằng cách một là anh tháo cái con này ra này, hoặc là tháo 4 cái ốc của mặt bích này ra này. Đấy. Và đặc biệt lưu ý giúp em nhé, khi mà anh thay nhớt là anh thay thứ nhất là đúng chỉ số nhớt này, 15W40 hoặc là 20W50, và lưu ý giúp em này, ở cái mắt thăm nhớt này nó sẽ có một cái chấm ngang này, gọi là cái trung tâm mắt thăm dầu ấy, là anh chỉ đổ nhớt hoặc dầu là chỉ xấp xỉ cái trên cái mức này thôi, không đừng bao giờ đổ quá nhiều dầu nhé, vì nó hoạt động theo chế độ văng nhớt nên để bôi trơn, anh đổ nhiều nhớt nên là tay biên trục khiển nó nằm trong nhớt ấy, là đôi khi mà trong quá trình mình đẩy vào là nó có cạn sẵn, là nó sẽ bị mắc vào trong tay biên trục khiển này. Cái thứ hai là khi mà chạy thì dầu nó cũng bị có độ nóng, mà ngâm tay biên trục khiển vào trong cái dầu nóng thì nó cũng sẽ nhanh hao mòn hơn. Và đặc biệt mà anh càng đổ nhiều nhớt thì là nó tốn chi phí của anh này. Thứ hai nữa là nó có trên cái lắp đầu bơm của nó là cái lỗ nó sẽ có cái lượng thoát hơi này, gọi là lỗ thoát hơi ấy,
anh đổ nhiều dầu lên là nó sẽ tạo suất, nó đẩy dầu ra, nó gây rất là bẩn máy, mất thẩm mỹ của mình nữa. Đấy. Và có một cái vấn đề đặc biệt nữa, ở đây khi anh đã vận hành máy rồi thì như bọn em, như bên em đã khuyến cáo mình ấy, để mà vận hành nó ổn định nhất này. Vì dây thì bao giờ dây của mình bây giờ hiện tại là dây không có tay quay, anh sẽ kéo dây đi để rửa xe, cho nên dây này nó sẽ ma sát với đất rất là nhanh. Thì để mà sử dụng bền dây này thì anh nên dùng cái ống gamma, hoặc là anh phải luồn thêm một cái lớp cao su bảo vệ đường ống này. Chứ còn cái này mà anh khi mà lôi dần, lôi lâu ấy là nó sẽ ma sát với nền, nó sẽ nhanh bị xước và nó phá bục dây ra. Đấy. Ở đây nữa có một cái vấn đề, như nãy thì em sẽ chạy thử cho mình, như nãy bên mình đang chạy thử ấy, có một cái vấn đề cực kỳ quan trọng ở đây nhá. Máy là máy tiêu chuẩn là 3200 PSI. PSI thì là mình sẽ phải để ý giúp em này, ở đây này, ở đây nó sẽ là có cái mức tiêu chuẩn của nó này. Đấy, tối đa là 3200. Như là anh sẽ phải, khi mà chạy máy anh sẽ phải điều chỉnh giúp em này. Đấy. Ở đây thì là có lúm điều chỉnh áp lực. Anh muốn tăng áp lực là anh vặn theo chiều kim đồng hồ, giảm áp lực là anh vặn ngược chiều kim đồng hồ. Đấy. Thì áp lực tối đa cho máy là 3200 PSI, tương đương 230. Nhưng mà khi mà sử dụng để mà máy nó ổn định nhất và bền nhất thì anh sẽ giảm giúp em khoảng tầm 10 đến 15% cái công suất tối đa của nó ra, thì nó sẽ dao động khoảng từ 170 đến 180 bar. Đấy. Là anh để ở cái mức đó thôi. Như ở đây này em thấy đang hơi cao so với ấy đấy. Của anh đang để tận lên hơn 223 mấy cả 250 đấy. Tí nữa em sẽ vận hành và em dạ vâng. Đấy. Có thêm một cái vấn đề nữa ở đây nha anh nhá. Đã về cái nguyên tắc về điện rồi ấy, cả điện nữa, còn mình điện 1 pha, điện 3 pha đấy, đấy. Ở trong đây của nó gồm có các cái thiết bị điện. Thì nguyên về cái tiêu chuẩn về bảo trì bảo dưỡng nữa, anh cũng phải để ý giúp em là cứ khoảng tầm 1 tháng là anh phải tháo ra. Điện 3 pha thì nó ít bị sự cố hơn điện 1 pha, nhưng mình phải có cái thời gian kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ. Nhìn ở trong đây nhá anh nhá, nó sẽ gồm có một cái CB này, một khởi động từ này, một dẫn lên nhiệt này. Thì anh sẽ cần phải làm gì đối với cái hộp điện này? Thì đến thời gian định kỳ là anh giúp em là anh tháo ra kiểm tra cho em toàn bộ cái chân tiếp điểm đầu vào đầu ra của nó. Đấy. Vì điện, riêng cái vấn đề về điện ấy, nó sẽ sử dụng lâu ngày nó sẽ có hiện tượng là bị mô ve chân tiếp điểm. Thì anh sẽ tháo ra giúp em. Mô ve hiện tượng nó là gì? Nó là bình thường anh nhìn thấy tất cả chân tiếp điểm này rất là sáng màu, màu sáng hoặc là màu đồng của nó. Đấy, nhưng sau một thời gian hoạt động là điện nó cũng như nước ấy, nó mà bị lỏng ở đâu ra là nó sẽ bị mô ve, nó sẽ bị xuống màu, gọi là nó sẽ bị xỉn màu đi. Thì anh sẽ cần phải tháo ra, anh siết lại giúp em. Kể cả không bị nhá, anh tháo ra anh kiểm tra nó chưa bị mô ve này, nhưng mà anh cần tháo ra anh kiểm tra cho em. Anh lên dùng cái tô vít này, anh siết lại một ít cho em này, xem cái chân nào nó bị mô ve không. Đấy, siết lại đi, siết lại chân này, các chân tiếp điểm đầu vào đầu ra của nó. Đấy, thì nó sẽ giúp cái tính năng đảm bảo an toàn cho mình hơn rất là nhiều. Thì về nguyên tắc của cái máy này là cũng 1 tháng anh nên tháo ra kiểm tra, ngó điện và cầm tu vít siết lại cho em. Trên nguyên tắc thì đã khi là quá trình làm bảo trì bảo dưỡng thì anh phải ngắt nguồn điện giúp em nhé. Ở đây thì em cũng đã ngắt rồi đấy, ở trong đây đấy. Vừa rồi là mình vừa rồi hướng dẫn khách hàng cách bảo trì bảo dưỡng chiếc máy rửa xe làm sao để vận hành hiệu quả nhất và ổn định nhất. Đấy. Và các bạn khi vận hành trang thiết bị cần hỗ trợ về những trang thiết bị rửa xe thì hãy liên hệ với mình qua số hotline trên để được bên mình hỗ trợ tư vấn cách thức vận hành làm sao đúng cách nhất và hiệu quả nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.